Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lại hoãn luật đất đai 2013 sửa đổi, đảng và các nhóm lợi ích đã chiến thắng nhân dân. Dự án luật đất đai sửa đổi được dư luận xã hội hết sức quan tâm vì người dân hy vọng nhiều điều trong các khoản liên quan đến quyền sở hữu sẽ được sửa đổi cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng cuối cùng thì việc luật đất đai sửa đổi đã bị trì hoãn nhiều lần trong nhiều năm đến nay, đã được đưa ra Quốc hội thảo luận qua hai kỳ họp, vẫn không thống nhất. Không ít các quy định trong dự luật vẫn có tới 2-3 phương án khác nhau. Mới đây nhất, theo tờ báo Dân Trí vào ngày 29 tháng 11 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chưa thông qua dự luật đất đai sửa đổi. Bản tin của báo Dân Trí cho biết, tại bế mạc kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên bố như sau. Quốc hội chưa thông qua luật đất đai sửa đổi là do các đại biểu cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua luật này tại kỳ họp gần nhất để đảm bảo chất lượng và tính khả thi. Ông Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam nêu lý do cho việc chưa thông qua luật đất đai sửa đổi. Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các dự luật luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ được lùi lại để cân nhắc nhiều mặt và sẽ được xem xét thông qua các kỳ họp gần nhất của Quốc hội. Cùng ngày, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 cho biết như sau. Đang báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng Giêng năm 2024 xem xét các dự luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Giới quan sát cho biết rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi có tính chất đặc biệt quan trọng và tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội cũng như đời sống của người dân cả nước. Trong khi đó, theo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi vào năm 2013, quy định luật đất đai phải được sửa đổi theo chu kỳ cứ 10 năm một lần. Năm nay là vừa tròn 10 năm, cũng là thời hạn chót phải được thông qua. Theo kế hoạch trước đó, luật đất đai sửa đổi đáng lẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 29 tháng 11 vừa qua. Công luận cho thấy rằng việc Quốc hội thông qua luật đất đai vào năm 2013 có sửa đổi là điều được nhiều người trông đợi. Điều đó sẽ đem lại những thay đổi đáng kể liên quan đến các vấn đề như định giá đất theo giá thị trường, quy định quyền sở hữu đất đai rất quan trọng. Công an Việt Nam đàn áp người dân trong một vụ phản đối cưỡng chế đất đai. Việc này thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Theo giới phân tích, để định hướng cho việc sửa đổi luật đất đai vào năm 2013 trước đó, vào năm 2022, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nghị quyết số 18, trong đó 4 nội dung quan trọng là kim chỉ nam để Quốc hội xem xét để có thể ban hành luật này, đó là: thứ nhất, bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Thứ hai là thu thuế cao hơn với người có nhiều đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất. Thứ ba là thương mại hóa quyền sử dụng đất gắn liền với cơ chế minh bạch trong xác định nghĩa vụ thuế. Nhưng các cáo buộc thảo luận bên trong và bên ngoài Quốc hội dưới các hình thức khác nhau, tựu chung vẫn đang rất căng thẳng. Bởi lý do nếu chậm công khai về đất đai thì người dân, đặc biệt là nông dân, vẫn còn phải khổ dài dài. Nhưng nếu công khai mà không rõ ràng thì cũng sẽ tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích tiếp tục hưởng lợi như từ trước đến nay, do liên quan đến vấn đề quyền sở hữu của tư nhân. Sự thế chung cho thấy các nhóm lợi ích của các lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang thắng thế và đất đai sẽ tiếp tục bị tham nhũng, bị lãng phí. Điều đó được trụ bóng dưới các điều kiện tiên quyết là kiên quyết giữ quyền kiểm soát thông qua chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam tại nghị trường. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Điều này được đánh giá là tạo ra các khúc mắc cho luật đất đai vì không công nhận quyền sở hữu tư nhân với đất đai, nên dẫn đến những vụ tranh chấp đất đai kéo dài giữa người dân và chính quyền. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hồng Võ cho rằng luật đất đai vào năm 2003 và 2013, Đảng đã định hướng việc xác định giá đất phải theo thị trường, nhưng trên thực tế thì lại khác. Đó là lý do khiến Quốc hội Việt Nam phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần, không thể thông qua được. Ông Đặng Hồng Võ thì khẳng định rằng
luật đất đai hiện nay có một yêu cầu là để phát triển kinh tế, nhưng phát triển dưới góc độ nào, vì lợi ích của ai thì sẽ khác nhau. Lợi ích của toàn dân, của nhà nước, của các doanh nghiệp, đại gia bất động sản hay của toàn thể nền kinh tế cần phải xác định cho rõ ràng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .d với bản tin Hoãn sửa luật đất đai vào năm 2013 sửa đổi, Đảng và nhóm lợi ích lại chiến thắng nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công trình đe dọa tính mạng lãnh đạo, cán bộ cơ sở sống chết mặc bày, tiền thầy bỏ túi. Chuyện vi phạm các quy định về xây dựng ở Việt Nam là chuyện thường ngày ở huyện và đang diễn ra tràn lan trên khắp cả nước. Mới nhất, chuyện tòa nhà của tư nhân xây sai phép nằm trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội được dư luận cho là đã xây sát cấm địa Ba Đình. Được biết đó là tòa nhà thuộc sở hữu của một đại gia có máu mặt. Sở dĩ được dư luận quan tâm vì công trình này nằm không xa khu vực trung tâm chính trị ở quảng trường Ba Đình, nơi có nhiều trụ sở của cơ quan đầu não của chế độ như trụ sở chính phủ, quốc hội, phủ chủ tịch, lăng Hồ Chí Minh, v.v. Đó là khu vực cấm không cho phép xây dựng công trình cao tầng vì liên quan đến an ninh chính trị. Hãy tưởng tượng ở những vị trí trên tầng cao của các tòa nhà xung quanh, các tay súng bắn tỉa phục kích để mà ám sát các yếu nhân, các chính khách đi viếng lăng Hồ Chí Minh, thì điều gì sẽ xảy ra đây? Vậy mà vẫn có kẻ dám vuốt dầu hùm. Tòa nhà xây trái phép ngay giữa quận Ba Đình, Hà Nội. Mới nhất, tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 28 tháng 11 đưa tin tòa nhà xây sai phép ngay giữa quận Ba Đình, Hà Nội yêu cầu báo cáo. Bản tin cho biết liên quan đến vụ tòa nhà có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Vào ngày 28 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã có văn bản gửi Sở Xây dựng của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý các vi phạm nếu có theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Lâu nay, dư luận xã hội cho rằng chuyện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn căn nhà xây trái phép, xây sai thiết kế, v.v. bị các cơ quan chức năng phát hiện, dù quy trình quản lý của nhà nước từ lúc xin giấy phép cho đến khi hoàn thành công trình được cho là rất nghiêm ngặt. Vậy tại sao, theo truyền thông nhà nước cho biết, tòa nhà trái phép này bắt đầu xây dựng từ năm 2021 đến nay vẫn chưa hoàn tất? Vài ngày trước đó, người ta thấy báo chí nêu ra chuyện giấy phép được cấp một hầm, một lửng, 7 tầng, một tum, nhưng xây sai về mật độ, sai trần lửng, sai trần, mở rộng tum ngang, mở rộng thêm giàn hoa và điện thờ, v.v. Các tầng xây cao hơn khoảng 30cm so với giấy phép. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đội Cấn cho biết rằng cơ quan trách nhiệm giám sát tại địa phương có đến kiểm tra, nhưng lực lượng chức năng không lập biên bản vi phạm hành chính, vì nếu lập biên bản vi phạm thì gia chủ phải phạt tiền và phải dỡ phần vi phạm. Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội nằm ngay cạnh lăng ông Hồ Chí Minh có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của lãnh đạo Việt Nam khi họ thường đến đây để viếng ông Hồ trước mỗi sự kiện. Từ lâu, người dân chỉ cần đổ một xe cát, sửa một cái bếp cũng lập tức có cán bộ đến hỏi thăm. Nếu không chịu xì ra phong bì thì sẽ bị gây khó dễ mãi, nhưng nếu đưa ra thì mọi việc đều xong và mọi cái im lặng. Nay tình trạng đã lên đến mức các công trình không chỉ xây trái phép mà còn đe dọa an ninh quốc gia, nhưng chính quyền sở tại cũng chẳng buồn quan tâm làm gì. Cứ sống chết mặc bày, tiền thây bỏ túi đã. Chuyện tòa nhà Đội Cấn cũng giống như chuyện 4 năm trước, một tòa nhà cao tầng 8B Lê Trực, Hà Nội cũng bị cắt ngọn. Công trình Lê Trực cách tòa nhà Đội Cấn chỉ vài trăm mét. Công trình 8B Lê Trực là điển hình vi phạm trật tự xây dựng và cũng là nỗi bức xúc kéo dài qua nhiều năm. Cụ thể, do sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương,
chủ đầu tư đã xây dựng công trình vượt một tầng so với giấy phép xây dựng, tăng 15,8 mét chiều cao, dẫn đến tăng diện tích tòa nhà và toàn xây dựng lên tới 7.000 mét vuông. Nó vi phạm diễn ra từ năm 2012, nhưng phải đến cuối năm 2016 mới thực hiện xong cưỡng chế giai đoạn 1, phá dỡ được tầng 19 và tầng thum của công trình. Giai đoạn 2 với yêu cầu phá dỡ tầng 18 do vi phạm chiều cao theo giấy phép xây dựng. Nhưng qua gần 4 năm, tức là tới thời điểm đầu năm 2020, vẫn dậm chân tại chỗ. Dù Thủ tướng Chính phủ nhiều lần có văn bản chỉ đạo thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm vụ việc. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Công luận cũng thấy rằng những điều này thể hiện phép nước bị coi thường, hay tình trạng trên bảo dưới không nghe. Với lý do bởi vì lương nhà nước trả thì không đủ sống, thì việc làm ngơ hay tiếp tay sai phạm sẽ là cơ hội tăng thêm thu nhập cho cán bộ quản lý đô thị ở cấp phường, cấp xã. Còn các quan thì chia nhau những số tiền lại quả to tướng với các công trình xây trái phép tương đương với chức vụ của họ. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Đặng Hồng Võ thì khẳng định rằng: tôi cho rằng chính quyền các cơ sở nói không biết là hoàn toàn vô lý. Ở đây chắc chắn phải có hiện tượng gọi là nhóm lợi ích giữa chính quyền một cấp nào đó với nhà đầu tư đã có hành vi gian lận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .de với bản tin công trình đe dọa tính mạng lãnh đạo, cán bộ cơ sở sống chết mặc bay, tiền thay bỏ túi. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.